Mệt. Mệt. Cố chém nốt đi. Cố chém nốt đi. Cố chém nốt đi, bọn này sắp chết rồi. Nằm xuống. Này. Nằm xuống. Nằm xuống. Solo bọn này cho nó phê. Ây à. Hết. Nằm xuống. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của Game Night After Death. Nói chung là hôm nay mình, nhiệm vụ của mình là mình đi quanh thành phố nhá, đến các cái nhà dân để có thể rút được thêm ít đồ, mới cả kiếm thêm ít đinh. Nói chung là mình cũng đi vặn cũng khá khá rồi, cũng gần đầy hòm rồi. Đây. Đi vặn cũng khá là nhiều. Bây giờ đi quanh các cái khu ở trong thành phố thôi. Đây có cái tủ quần áo rồi. À. Lấy hết, cái gì cũng lấy các bạn. Kia có mấy cái xe này mình vặn nốt. Hôm nay nói chung là mình sẽ đi vào các nhà dân và vặn hết các cái xe ở trên đường thôi. Bởi vì là mình đang thiếu xăng. À. Xe này thì không sợ zoom nó đánh cho nên là ok luôn. Ây à. Nằm xuống. Cầm cái kiếm này thì phải ấy nhá các bạn. Ây à. Chém. 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 Ây à. Chém. Hai viên. Một phát. Rồi. Ây à. Phải uống ngay không? Ý giờ. Thằng này nó đứng ở đầu thôi. Rồi. Quá đơn giản. Nằm xuống. Nằm xuống. Thằng này chắc phải chém tầm 4 phát. 3 phát. Chuẩn thì vẫn chết thôi. Chém vào đầu ấy. Chém vào đầu. Chém vào đầu là chết. Được cái cuốc ạ. Thêm được một cái đầu zoom mới. Đấy, và trong đây mình sẽ lấy thêm được cái kia thôi. Cái giấy này nó nhớ ở trên rồi phải. Xuống đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Con này bị lửa nhưng mà vẫn cháy. Không kháng lửa. Mặc dù là người lổ ra là có lửa. Ô. Bắn thế không chết ạ. Vãi cả trưởng. Nắp shotgun này yếu quá. Rồi lấy được cái máy cưa này. Súng này. Cái súng này rất là ok này. Cái máy cưa này mình có thể chặt cây khá là nhanh. Ô nhưng mà cái ấy đâu. Ô. Mình nhớ nó ở đây mà. Ở cái bên kia. Nhà này à?
Ồ, không phải. Nằm xuống. Đồng vãi. Hay giờ. Từ từ đã, cứ bình tĩnh. Con này nó khá là khỏe. Ngoan. Mày. 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 Giờ. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Chuyện nhỏ thôi. Mệt. Mệt. Cố chém nốt đi. Cố chém nốt đi. Cố chém nốt đi, bọn này sắp chết rồi. Nằm xuống. Ê. Nằm xuống. Nằm xuống. Solo bọn này cho nó phê. Ây à. Hết. Nằm xuống. Thằng này tự xây vào. Nằm. Phịt nửa đi. Thằng này nó cho nó phịt nửa nhé các bạn. Phịt. Rồi. Mình sợ gì nữa. Nằm xuống. Bạn tuổi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Kiếm của mình cũng bị giảm một nửa sức mạnh rồi. Hay à. Mày. 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 Ấy giờ. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Con béo này khỏe. Khỏe phết. Mình phải để ý cái thắng lửa. Nằm xuống. Ây da, xa thế nhỉ. Nằm. Nằm. Có phải ở trên đây không? À, không ạ. Đang không nhớ. Đợt trước mình nhớ là ở một cái nhà đằng sau. Hay là ở cái nhà này. Đây 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 đúng rồi. Ở cái nhà này các bạn. Úi giời. Nằm xuống. Ai à. Một. Bọn này xây chát cũng hơi khó nhá. Ai à. Thế mà nó vẫn đấy ạ. Ai à. Ây da, không được. Ây da. Tôi chết tôi rồi. À, không 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 đổi được súng ạ. Không nắp được đạn à. Không ăn được máu nữa các bạn. Hỏng rồi. Bây giờ chỉ có bắn được bằng súng thôi. Đang bị lỗi.
Ây da, không ăn được máu thế này thì chết à. Ôi. Bây giờ để ở đây xong đi ăn thì mới được rồi. Thế mới bố nào. Nhưng mà đang không ấy được ạ. Không đổi được súng nha các bạn. Chỉ bắn được khẩu này thôi. Và cũng không dùng được cái gì luôn. Đây này, khi mà các bạn save vào phát nó bị cái lỗi AA này là không được rồi. Đấy. Bây giờ mình buộc phải bắn và bắn hết cái này thôi. Thế mới đau. À, phải loát lại. Phải reset lại máy các bạn. Bởi vì không reset thì không ấy được. Không biết được. Đấy, nói chung là thỉnh thoảng nó sẽ bị như thế, chả hiểu là bị cái lỗi ấy. Hình như là do đang bị đánh ảo một phát ấy, thế là nó bị lỗi luôn. Thế mới đau. Bắn hết shotgun. Bắn hết shotgun được, khiến là phải bắn chết. Đang không muốn ấy các bạn. Rồi. Đang không muốn ấy các bạn, không muốn phải reset. Bởi vì reset thì nó vừa hết sạch đạn rồi. Reset mình lại phải mất thời gian. Không dùng được ạ. Bây giờ đặt súng vào vị trí thứ 3 thì sao? Ai ơi, ngon. Hết kẹt rồi. Ờ, bây giờ lại save vào 5 năm nha. Ok được rồi. À, có khả năng sữa. Mình nó bị kẹt thì mình tháo cái ấy ra là được. Ngon. À, đè cái súng vào là được. Tránh bị kẹt. Đấy. Ok. Đã hiểu được trước mình bị cái lỗi này. Ăn cái ấy đã. Bây giờ là 15 giờ thoải mái. Đỡ phải ao ra, đợt trước mình hay phải ao vì nó bị cái lỗi này, cái là mình phải ao luôn. Bây giờ thì không phải ao rồi. Chắc chắn sách ở trên này rồi. Rồi. Đố mãi. Toàn áo thôi, một cái tay. Cái này không biết nó là nguyên liệu gì đây. Rồi. Cũng là cái bình thường thôi. Nó có sung phu. Rồi. Tê giác à. Rồi. Ây à. Ây à. Mày lại tự dưng có con nó đi ra rất ảo mà. Kia lại có một con sư tử nữa bị chết ạ. Săn tê giác, bị tê giác nó hút chết vãi cả chưởng. Hai con liền nằm xuống. Mình còn chưa lấy chưa săn được con sư tử đực. Đây là con sư tử cái thôi. Còn cái cây xương rồng này không biết thì để làm gì đây. Chặt cái này về nhé các bạn.
sẽ lấy được một cái hạt giống của nó. Rồi. Tuổi ngay. Còn hơn 100 viên đạn thoải mái. Đây thì nó có những cái viên đá như thế này, nhưng mà thực ra là nó cũng như là đá thường thôi các bạn, không có cái gì thay đổi cả. Đây mình thử khai thác một viên nữa. Viên này cũng thế. Đây mình giết con sư tử được luôn. Bọn chó sói mà gớm phết ấy. Nó chiến cả sư tử luôn. Không rét mỗi con thằng nào. Mình đang trồng hơi ít cây. Cái này có máy cưa, thế này thì cưa mấy mấy mà đi.
Vào đi. Trời, cần pin to đi nhá. Rồi. Ây da. Giờ pin khá là to. Mai mình sẽ phải ấy lại cái đuốc cho nó sáng lên. Không để thế này. Đi đi. Rồi. Không biết có lên được không. Không cẩn thận ngã phát gãy gãy chân cái là tươi luôn chứ không phải đùa đâu. Được nha. Ok. Sáng hơn. Đấy, ít nhất là nó phải sáng sáng lên một tí. Ui giời. Nhảy vào đây. Bây giờ chỉ đứng chơi thôi. Xem zoom nó như thế nào. À. Với hai cái cháp chém này thì nó sẽ chém cho lát người. Mình cần chế tạo thêm mấy cái cháp, à mấy cái đam tăng cái này 10% đam, à cộng 10 đam này. Này còn chưa đi qua, chủ yếu chỉ có lé đao của cái thằng bạn của thằng Trương Phi thôi. Rồi bọn này chết luôn ở cái đoạn đầu. Room hôm nay thì cũng khá là đông rồi. Nói chung là mình sách vở bây giờ gần như là mình đầy đủ rồi. À, sau mình sẽ đi kiếm thêm mấy cái sách quan trọng nữa là cái sách ô chứa đồ. Còn đâu là mình sẽ tập trung mình xây cái bay này của mình nó dài ra. Ok nha. Chuẩn bị đón bốt các bạn. Mình cũng phải xây khẩu pháo khẩu kiếp nữa. Máy bắn tên, bắn tiếc, các thứ. Đấy, mình sẽ xây dài ra đây đến tầm ngoài này. Đặt một khẩu pháo với cả mấy cái tên bắn ở dưới đó là đẹp. Có bốt là bắn lát người. Hiện tại là cháp của mình đang vượt qua zoom quá nhiều. Zoom nó còn chưa vào được trong cơ. Đấy. Không vào được. Chỉ một ít cháp điện thôi. Mình chế tạo thêm mấy cái mốt nữa là đẹp. Nói chung là bây giờ lên trên xây nhà cũng được. Ở dưới này thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Kẹo đông đông thì mình sẽ ấy. Còn đứng ở trên đây vẫn nhìn được. Đấy. Bọn này nó chắc chắn nó không thể xuyên qua được hết chỗ này. Rồi bây giờ mình cứ thế mình xây thôi. Kệ cho bọn nó ở dưới làm gì thì làm. Đấy. Mình cần xây dài cái chỗ này ra. 1 Rồi,
Nói chung là cái tầm thêm một ô nữa, tầm này là đủ pháo với cả máy bắn tên ở đây là bắn là lát nhé các bạn. Máy bắn tên ở đây thì có vẻ là hơi ấy quá, hơi cao quá. Chỗ này là dùng để bắn pháo thì ok hơn. À, máy bắn tên chắc mình sẽ làm ở cái tầng dưới, tầng này là hơi cao. Ok, cứ thế mà lên thôi. Đầu thì cứ xây bằng gỗ đã, áp sau. Ok, đứng ở trên mà ngã xuống là cũng vỡ mồm ấy. Đây, chỗ này mình có thể mình chế pháo này. Và cái đuốc này chắc mình sẽ chuyển sang chỗ khác. Đứng ở đây nó sẽ hơi chướng. Đấy, chỗ này là chỗ lã pháo. Một dàn pháo ở đây. Máy bắn tên ở đây thì cũng bắn được ấy. Nếu mà chỉ để bắn bốt thì cũng bắn được. Hết ấy rồi. Zoom thì mình cứ thích xem gần. Gần như chả phải sửa cái gì cả. Quá là đơn giản. À, mình làm cái cháp điện nữa là xong thôi. Nhưng mà Zoom hiện tại nó chưa đông nên là chưa thích làm cháp cái cháp bắc ma ấy. Bây giờ mình có thể chế được rồi. Chế được cái này này. Cháp xịn nhất. Để diệt. Hay là còn thiếu một cái này ạ. Rồi cái kia nó chém cho không kịp nhấc người. Riêng cái hàng máy chém này mà nó chém không kịp. Và cái máy chém này mình có thể mình xây luôn ở đây nữa. Rồi. Rồi nhảy. Chắc là xây một cái cột ở chỗ này để cho nó sáng đi. Đấy, xem cơ chế hoạt động. Anh cảnh sát trông mặt như là bôi nhọ nhồi ấy, trông chán đời. Tự dưng cái tóc tự dưng nó đội cái mũ vào là cái tóc nó ngắn đi các bạn, trông chán. Thôi gọi là đội cho nó hài hước thôi cũng được. Trông. Rồi. Các idol hôm nay là đi hơi đẹp đẹp. Lại cũng chuẩn bị xong rồi. Chắc được thêm một hai đạo nữa. Rồi. Ở đây mình làm thêm mấy cái máy chém nữa là xong. Gần như mình chỉ dùng cái này thôi. À, nó có nhiều cái cháp khác. Ví dụ như là cái cháp dập này cũng được. Đây, cái này thì các bạn có thể sử dụng hai cháp, một cháp này và cái cháp trông ở dưới nữa thì cũng hay. Đấy, nói chung là tùy thôi, tùy sở thích. Lui lui vào đây tránh cái con lỗ. Rồi cái dao khi nó chém xuống là chết. Úi giời.
gần như là không con nào qua được hai cái đao nữa. Qua được thì lại gặp hai cái đao này cộng với cả cái chỗ này nữa. Đây gọi là máy xay thịt. Nhặt đồ đi cho nó đỡ vướng. Nhặt một phát gần hết. Còn nát đát vài con. Cái cưa này chắc là mình sẽ tạm thời chưa dùng. Đang khá là tốn xăng, mà xăng thì để đi xe máy thì nó sẽ ok hơn. Đấy, cho nên là mình sẽ tạm thời là không dùng. Đùi thì mình đang có rất nhiều đồ ăn thức uống thì hình như là mình có cất đi. Rồi đứng chơi rồi. Nói chung là cứ phải chờ đến phải đây cao cao một chút, chứ còn mấy cái đây này mình làm thì nó cũng đơn giản. Mình đã áp được hết lên điện rồi thì nó quá nhà. Sau đó mình sẽ chơi một cái cháp điện ở đây. Đây ví dụ như đặt cái cháp điện này. Đấy, đặt ở đây nữa là xong. Ở đây thì chắc là hơi chật, không đặt được. Đấy. Đặt được ở đây, nhưng mà mình sẽ đặt một là đặt ở trên đây. Nó sẽ lổ bung xuống. Hoặc là không đặt ở trên đây thì mình sẽ đặt ở đây. Phá cái này đi. Rồi, đây là cái đợt cuối cùng to rồi. Rồi, ấy à, mấy cái thằng đệ của siêu phi nó ném ghê quá. Ném đi, vào đi. Rồi. Nó xáy cho gọi là không kịp ngáp. Có vẻ như hết rồi đấy. Hết chưa? Hết rồi các bạn. Ok, mình xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn.